Xin chào anh em, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình và mình là DMT Minh. Đây là tựa game Quyền Vương Chiến của Vida Game. Và ngày hôm nay thì chúng ta có gì? Hôm nay là ngày thứ hai của sau cái ngày ra mắt ngày hôm qua thì hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta có những cái gì? Và nick này của mình thì mình đã nạp lên, như các bạn đã nhìn thấy thì nạp lên VIP 5 rồi. Và VIP 5 thì chúng ta sẽ có những cái gì để cho các bạn xem. Đó là quà VIP ở quà VIP 5, chúng ta sẽ nhận thêm được mảnh Nakuru nha các bạn nha. Cùng với đó là mình sẽ mua cái gói này. Mình sẽ mua cái gói này để lấy hồn vũ khí cho cái hồn Anu này, để cho con Dokuru nó khỏe hơn. Ok, mình sẽ mua cái gói này với giá 1280 kim cương, khá là chắc. Đây, thẻ tháng vô song mình chưa nhận này. Đấy, như hôm qua trong cái clip mình đã nói với các bạn ấy, đó là chúng ta nên nạp hai cái thẻ tháng này, thẻ tháng phúc lợi và thẻ tháng VIP này, để chúng ta có thể nhận được kim cương cũng như là cái mảnh và nguồn thần khí để có thể up cái thần khí lên nhá. Đây, thần khí ở trong chiến đội này, đây là một trong những cái gọi là cái gì nhỉ, cái hoạt gọi là cái gì nhỉ, gọi là cái tính năng, tính năng thì nó hợp lý hơn, một cái tính năng vô cùng cần thiết ở trong tựa game Quyền Vương Chiến này. Đó là chúng ta up lên cái thần khí này, up lên thần khí này thì đây các bạn nhìn thấy này, đặc điểm khi mà up lên thần khí lên thì đó là kill của chúng ta có thể lên được tư chất SSR. Vâng, hiện tại thì kill từ tư chất R lên được tư chất SR. SR là tư chất cao nhất của tựa game này rồi nha các bạn nhá. Và tất cả các chỉ số cộng thêm như các bạn nhìn thấy này, đấu sĩ hàng trước là cộng sinh lực này, đấu sĩ hàng sau là được cộng tấn công này. Đó, tất cả đấu sĩ đều được tấn công, tăng sinh lực, phòng thủ các thứ đúng không? Nghe chúng ta up cái này càng tốt, càng nhiều thì đội hình của chúng ta càng khỏe. Đấy, như các bạn nhìn thấy này, cứ mỗi lần up thì lực chiến của mình là cộng thêm 54 điểm nữa. Đó, đang lên rất là nhanh. Đấy, bao nhiêu điểm mà hồn, bao nhiêu điểm thần khí của mình đập hết vào đây. Đó, mình có còn 16, 17 điểm nữa. Tốn cả vàng vâng, mỗi lần là tốn 1 điểm và 12.000 vàng. 6 điểm, mình đã được 6 phát nữa. Hết. Khi mà các bạn up 100% thì nó sẽ lại đi lên một cái phần khí khác nha các bạn nhé. Đó, hiện tại thì mình đã up nó lên được gần 66% rồi. Và lực chiến của mình bây giờ nó đang rơi ở mức là 23.000 cho một cái nick VIP 5. Và Nakuru ở đây của mình, đây mình sẽ thức tỉnh vũ khí cho các bạn xem. Đâu nhỉ? Đây, thức tỉnh vũ khí nó lên nha các bạn nhé. À, nếu như các bạn nào mà chơi những cái tựa game Quyền Vương cũ ấy, thì khi mà thức tỉnh vũ khí thì chúng ta cần phải có thêm một viên đá thần nữa. Nhưng mà ở đây thì không có đá thần nha các bạn nhé. Có nghĩa là các bạn chỉ cần cái hồn vũ khí của nhân vật đó thôi là các bạn đã có thể update lên được. Các bạn đã có thể thức tỉnh vũ khí cho nó rồi. Đây, ok, mình sẽ thức tỉnh nó lên này các bạn này. Đây, thức tỉnh bậc 1. Nó chỉ ghi là siêu tuyệt kỹ thức tỉnh ưng liên kích thôi. Nếu như các bạn thức tỉnh lần 2, lần 3 thì thức tỉnh lần thứ 2 nó sẽ tăng thêm 7%, 7,5% nữa, lần 3 là 15%. Ok, mình sẽ thức tỉnh nó lên này. Đó, từ thủ vệ thiên nhiên nó thức tỉnh thành công rồi. Thế thôi à? Đây, các bạn nhìn các chỉ số này. Các bạn nhìn chỉ số nhá. Khi mà chưa thức tỉnh và thức tỉnh nó khác nhau nhiều như thế nào này. Đây, triệu hồi Mama Ha Ha. Vâng ạ, là con chim của Nakuru bây giờ biết tên là Mama Ha Ha. Khi mà chưa thức tỉnh thì tấn công 16 lần. Khi mà thức tỉnh rồi các bạn nhìn thấy này, tấn công 22 lần. Đúng không? Giảm 80% sát thương, gây tán tấn công giảm 10% sát thương, tấn công mục tiêu tương tự. Nếu mục tiêu đã lưu huyết thì gây sát thương 1%. Cái này y hệt, đúng không các bạn? Nó chỉ tăng thôi, tăng số lần thôi. Từ 16 lên 22 lần. Đó, từ 16 lần lên 22 lần là chúng ta lên được thêm 6 lần, 6 phát đánh nữa khi mà chúng ta thức tỉnh một lần nhá. Ok, đó, mình đã thức tỉnh thành công vũ khí của con này rồi. Mình đang ý định sẽ tăng sao nó lên, công nó lên. Tăng sao thì lại lên công à? Ok, tăng sao 4 sao cho khỏe. Rồi, bây giờ mình đang đủ mảnh của con Nakuru này. Có một cái điều khá là củ chuối ở cái tựa game này ấy.
nếu như bình thường ấy, chúng ta tăng sao ấy, chúng ta tăng sao cái tựa game khác ấy, khi mà đủ mảnh là chúng ta tăng sao được luôn, các bạn có thể nhìn thấy khi mà đủ mảnh thì có thể tăng sao được luôn, nhưng mà ở đây thì chúng ta lại phải thêm một cái năng lượng để tăng sao nữa. Nó khoai lang thật sự anh em, nó khoai lang thật sự. Và mảnh vạn năng trong này nhá, nó lại chia thành mảnh vạn năng thường và mảnh vạn năng VIP. Ôi ồ, đúng là hút máu thật sự đấy. Mảnh vạn năng thường thì các bạn sẽ được dùng cho tư chất SR cộng đổ xuống, còn mảnh vạn năng VIP thì chúng ta sẽ dùng cho tư chất SSR, các bạn hiểu không? Ví dụ đây là mảnh vạn năng thường này, đó, nó chỉ dùng được cho tư chất bình thường này thôi, nó không thể cho được tư chất ngon hơn, các bạn hiểu không? Đó, muốn tư chất SR để các bạn dùng mảnh vạn năng ấy, khác giống như ở trong tựa game Quyền Vương 98 chúng ta vậy, có cái mảnh của tư chất UR và mảnh của tư chất LR vậy, nó cũng dạng tương tự như vậy. Ok, 4 sao thì chúng ta sẽ có thêm tinh mạch, mỗi 60 giờ nhận một lần miễn phí chiêu mộ kim cương. À đấy, khá là ngon. 60 giờ mà chia cho 24, nghĩa là chúng ta phải hơn 2 ngày chúng ta mới nhận được một lần chiêu mộ bằng đây. Chúng ta khi mà lên 4 sao chúng ta phải kích hiệu thêm được vũ điệu thần, vũ điệu của thần nhỉ, em thấy nghe nữa, vũ điệu thần nghe nó hơi ngương. Tấn công muốn tế lễ xong được không? Phát triển chiêu thức chiến đấu gây thêm sát thương bằng 3% sinh lực tối đa không quá 300% tấn công, có tỷ lệ nhất định trên mục tiêu lưu huyết. Sau SR tỷ lệ lưu huyết sẽ là rất cao, có nghĩa là nếu mà thức tỉnh, nếu mà nâng cấp con Nakuru này lên tư chất SR thì cái tỷ lệ lưu huyết nó là cao lắm nha các bạn nhá. Lưu huyết là gì? Chắc là dạng như kiểu mất máu vậy. Ok, mình sẽ tăng cấp con Nakuru này lên nhé các bạn. Đây mình sẽ tăng cấp cái kỹ năng này lên. Khá là tốn vàng, các bạn nhìn thấy tốn không? Không có vàng để chơi nhỉ? Cái tựa game này thiếu vàng thật sự đấy các bạn. Thiếu vàng một cách dã man luôn. Cái này xoay này để làm gì nhỉ? À dạng nhiều để mặt nó hay là để skin ấy, các bạn hiểu không? Cái này giống như cái này dạng như kiểu lúc mà chúng ta vào xem nó chiến đấu ấy, ví dụ các bạn để như ô như thế này ấy, thì nó sẽ là hiện của skin, nó sẽ nhìn, chúng ta gọi là nhìn để biết là cái skin gì. Ví dụ như mình để cái này thì các bạn biết rồi là vũ điệu thần này đấy, còn nếu mà các bạn để cái mặt avatar này thì các bạn không nhận ra được là đâu là nó ấy, các bạn hiểu không? Hiểu như thế ấy. Mình nghĩ là như vậy. Ok, chúng ta còn gì nữa nhỉ? Hôm nay chúng ta còn gì nữa? À, hôm nay mình sẽ nhận thêm được một cái khắc tinh chiến hồn và một xu chiêu mộ tấn công. Cái khắc tinh chiến hồn này thì để làm gì nhỉ? Mình cũng đang chưa biết nó để làm gì đâu. Miễn phí, chúng ta sẽ có một lần miễn phí. Nếu mà sở hữu Nakuri, chúng ta sẽ có một lần miễn phí nha các bạn. Chiêu mộ ở cái này thì các bạn chỉ nhận được tư chất cao nhất là tư chất SR mà thôi. Ủa, được SR cộng luôn ạ. Ngon thật sự ấy. Bốc phép lại được tư chất về SR cộng anh em ạ. Ngon. Ok, mình sẽ quay 10 lần xem được gì nhé các bạn nhé. Mình đang có 10 cái má mà. Ủa. Rồi, Maxima tư chất R. Mẹ, trong khi ui, Billy, vua côn đang chấn, vòng sáng phản đòn. Khá là ngon, còn ai nữa không? Vâng, không có ai cả. Khá là ngon rồi đúng không? Mình nhận được là con kia là mình ngon rồi. Ơ, mình vẫn còn một lần miễn phí nữa. À, mỗi ngày được miễn phí một lần các bạn ạ. Nó cũng giống như kiểu con game của chúng ta đâu. Ok, một lần nữa nhưng mà thôi. Chiêu mộ vàng này, Maxima này, chiêu mộ 5 lần này. Đồng ý này. Ok, khá là ngon nha. Mình có thêm một con tư chất SR nữa và mình sẽ thay vị trí của thằng Billy này đi. Đúng không? Mình có một con SR nữa. Đó, mình sẽ thay vị trí của con Billy này đi. Mình sẽ thay bằng chim vào đây đúng không? Đó, lực chiến mình lên đấy các bạn. Một con SR, một con R nó khác nhau nhiều á. SR cộng
Kev cộng đó. Ok, đây có lẽ là đội hình mình nghĩ là tối ưu dành cho mình rồi. Mình sẽ up con chim này lên nha các bạn nhé. Đó, khá là thốn đấy nhỉ. Vinh dự. À, hóa ra cái vinh dự này đây các bạn. Có nghĩa là cái vinh dự này. À, không phải. Sao nó có hiện cái vinh dự ở đây nhỉ? Ờ, vừa nãy mình nhận được một cái... Cái dạng nhiều hồn này để làm cái gì ở đây? Mảnh vạn năng này các bạn đi không? Mảnh vạn năng siêu này. Bảo hiểu là mảnh vạn năng siêu cấp ấy. Cung cấp cho đấu sĩ SR này. Còn mảnh vạn năng thường này. SR này. Cho R này. SR và SR cộng này. Ơ, mình vừa nhận được một cái gì ấy nhở? Cái này các bạn đấy. Mình vừa nhận được cái khắc tinh chiêu hồn này này. Làm sao để dùng được nhỉ? À đâu, bây giờ mới nhận. Ơ, sao mình nhận được lắm nhỉ? Ơ, mình lại được chiêu bộ kim cương nữa này. À, thật đấy, ok, lại chiêu bộ tiếp. Lại Maxima, lại rồi, tôi có rồi mà. Đây, nếu mà như các bạn đã có Boxing Maxima, nó sẽ chuyển đến 20 mảnh nha các bạn. Lại Billy, Thế ăn kiểu, Kim nữa nhở? Benny nữa này. I love you. Ui, mình chiêu ngộ 79 lần rồi. Lần 80 thì các bạn sẽ nhận được 8 mảnh này và 2 dương mảnh vận năng. Cùng với đó là 10 thức cường hóa. Ôi, để lần sau nhận vậy. Huy chương giác đấu là chính là cái gói phát nha các bạn nhé. Mình hôm qua mình level 66, các bạn nhìn thấy hôm nay mình đã lên level 70 rồi. Đó, khi mà lên level các bạn sẽ nhận được rất là nhiều. Đây, mình sẽ nhận cho các bạn xem 30 hồn tinh này, chocolate này, và nguồn thần khí. Lại có thần khí rồi. Cái nguồn thần khí này lên lực chiến rất là nhanh. Cho nên là các bạn, nếu mà có nguồn thần khí này thì cứ up nha các bạn nhé. 17.000. Đó, lực chiến mình 17.000 rồi. Ok, lại hết. Chúng ta sẽ next lùi ra lễ kỷ niệm. Đây là sự kiện mở server nha các bạn nhé. Hoạt động, hôm nay có hoạt động gì? Đạt 22.000 lực chiến. À, đây là một cái gói mà hoạt động hàng ngày ấy. Đó là các bạn bỏ kim cương vào và các bạn nhận lại được cái kim cương. Nó giống như ở bên vườn hương của chúng ta vậy. Khi mà đạt cấp thì nó cũng giả lại phúc lợi nhờ. Lại có diamond. Úi, lại có xu chiêu bộ kìa. Ngon thích. Chúng ta lại có thêm người xung chiêu bộ. Bảo sao bọn nó lắm tướng thế. Kìa, ngon. Chúng ta lại có người xung lại đi chiêu bộ tiếp đây. Chiêu bộ SSG. Bây giờ mình, các bạn biết thích còn gì nhá. Nó là con Takuma. Single mình có rồi. Single mình có rồi các bạn. Được mỗi một con thôi à. Đó. Ủa, thế là mình đã đạt mức chiêu bộ 80 lần bằng kim cương. Chiêu mộ 89 lần chứ không phải 80 lần nữa. Đó, các bạn chỉ cần nạp tập vào VIP 5 là các bạn tha hồ chơi được. Đây là bảng xếp hạng sao. Đó, bây giờ mình đang đạt được 50 sao và đồng thời top 200 thì mình sẽ nhận được cái này. Ok, mình đang phân vân là có nên mua gói. À đây, nhiệm vụ hàng ngày, xem mình có thể lên được level không. Nhiệm vụ hàng ngày khá là nhiều XP, lên level 27 luôn. Cái này năng động, điểm năng động. Đây các bạn nhìn thấy này, năng động tuần này. Nó có năng động tuần và năng động ngày này. Đây các bạn nhìn thấy này, cứ mỗi lần đây là mình sẽ tăng điểm năng động. Và khi mà các bạn full bốc thì các bạn sẽ nhận được một xu chiêu bộ kim cương với cái điểm năng động của mình. Còn điểm năng động tuần, nếu mà các bạn đạt 1.200 điểm thì các bạn sẽ nhận được cũng được chỉ là một cái xu và 70 điểm VIP. Đấy, dùng để tăng cấp VIP. Các bạn cứ chơi càng tàng thì nó cũng lên được VIP thôi. Nhưng mà lâu lắm, mình nói thật với các bạn, chả có cái gì là miễn phí cả. Người ta bảo là không phải người ta mà anh muốn rô xì đã bảo rồi, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn đầu buổi cứt mà thôi. Cho nên là thật với các bạn, không nạp tiền rồi mà đòi có VIP thì không dễ mà nuốt được quả nó đâu. Lại đợi mà lên được cái VIP 3 hay VIP 5 lại có khi mất mấy năm, có khi game sập rồi chứ chắc các bạn đã lên được. Anh muốn rô xì anh nói rồi. Ok, nhận thưởng nào. Rồi, nói chung là một ngày nó có khá là nhiều các hoạt động để các bạn mới chơi đấy. Thứ nhất là tại vì nó là cái server mới, nó là cái tựa game mới ra nên nó cực kỳ nhiều hoạt động ấy. Để mà ngồi mà để liên thiên một lúc thì nói thật với các bạn ấy,
để mà chơi nhập tâm vào chắc cũng mất tầm khoảng một tiếng mới hết tất cả các hoạt động của nó, đúng không? Mình không điêu các bạn làm gì cả. À, có máy rút này, máy rút ở đây thì giống kiểu chúng ta gọi là quay gì nhỉ, quay cái gì đấy, đá lấy quay lấy đá thuận để bên quyền vương 98 mất quyền lại mất rồi đó. Nhưng mà vừa nãy mình nhận được cái bị động này, giờ mình không biết mình để ghép vào đâu nhỉ, cái bị động này. Cái bị động ấy thì làm sao để nhét vào đây nhỉ? Đây các bạn nhìn này, bọn top nó nhét vào được như thế. Đây nha, mình cũng cho các bạn xem bọn top này. Bá chủ một ngày rồi. Đây này. À, nó nhét được vào như thế. Làm sao để mình nhét được vào nhỉ? À hay là phải lên 5 sao nhỉ? Hay là phải... Đâu, con này 4 sao nhét vào được mà. 4 sao nhét vào được mà đẳng. À hay là do đẳng. Đây các bạn nhìn này, đẳng lam 2 này. Đẳng lam 2 sao này. Có lẽ do đẳng của mình chưa lên, à mình mới đẳng lam 1, mình sẽ thử lên đẳng lam 2 nhé các bạn. Hải 83. Ok, mình sẽ thử lên đẳng lam 2 xem có được nhé. Mình sẽ đi tiếp hải này. À thế nên mình phải up con chim lên. Mình để up con chim lên rồi mình đi tiếp hải nhé các bạn. Mình sẽ áp con chim lên để đi tiếp ải nhé. Mình sẽ áp con chim lên để đi tiếp ải nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cần áp đẳng nó lên trước này. À, có một cái khá hay ở bên này ấy, chúng ta thiếu bao nhiêu nó quét chỉ vừa đủ đấy các bạn nhìn nhá. Nó sẽ không quét hơn, vừa nãy là ví dụ mình thiếu 2 mình ấn quét vào 10 lần nó chỉ quét. Nếu mà đủ 2 lần cái là nó thôi. Nó không quét hơn nữa. À, mình sẽ up con chim lên. Đấy, lại lên level con đường phong trần. Vâng. Nó mở thêm một cái tính năng gọi là phong thần dẫn dẫn đã mở ra cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện của Kyo Kusanagi nào. À, cái này giống kiểu vượt thác vậy các bạn. Ngươi còn muốn ngủ đến bao giờ nữa? Đi mẹ, dậy lâu rồi. Đã đến lúc rồi. Tỉnh lại đi Kusanagi Kyo. Tỉnh rồi, ok. Nhấp chọn ô trắng. Ừ, bạn đã có đồng hành. À, đây, các bạn nhìn thấy này. Nếu mà nó có cái vòng xanh ở dưới ấy, có nghĩa là chúng ta sẽ nhận vào đồng đội. À, có nghĩa là chúng ta sẽ nhận vào đồng đội của chúng ta, đúng không? Nhận vào trận hình của chúng ta ấy, mình sẽ trận nhận giáp để lấy con thủ siêu mộ nó về. Khi có điểm rèn luyện, đừng quên đến đây tăng thực lực đội mình nhé. À, cái sổ tay ở đây này, tăng. À, hiểu rồi, nó dạng như kiểu chúng ta sẽ nhận được những cái vật phẩm, chúng ta sẽ tăng nó ở trong đấy. Đây, đồng đội của mình có 2 người này, chúng ta phải bày trận được. Đúng không? Chúng ta phải bày trận được. Đây, ví dụ bày trận như thế này nhá. À, chúng ta sẽ mở các ô này. Dường như không có mẫu gen, một cỗ máy thần bí. Bên trên có 3 vị trí để đặt đồ vật, đồng thời có hàng chữ dùng mảnh gen để giúp bạn có được sức mạnh. Nó không có gì cả các bạn. Đó, có cái vòng đỏ dưới này là các bạn phải đánh nữa này. Đó. À, chocolate. À, dạng này chúng ta sẽ đi mở. Úi, máu rồi, ăn vội quá. Cái đấy là máu nữa các bạn nha. Đó, đây bắt buộc chúng ta phải đánh này. Khi mà chúng ta không mở được nữa thì chúng ta phải đánh này. Mình sẽ càn quét nó nhanh. Đó, được thêm 50 điểm rèn luyện nữa. À, nhận được Yuri Mari thủ à? Yuri FR cộng nụ hồng hồng, mình sẽ lấy Mari đi. À, đi ready. Cái hỏi chấm này là cái gì? Máy phát tiêu hủy hiệu quả như một tấn công tiêu lúc có sát xuất kèm tiêu hủy. À, nổ tung thì lại bạo kích nung cháy giảm của mục tiêu, hiệu quả là giảm của mục tiêu 30% tấn công. Mình sẽ lấy cái này đi. Không nhất thiết à, có nghĩa là các bạn phải tìm được cái chìa khóa, các bạn phải tìm được cái chìa khóa nhá, các bạn phải tìm được cái chìa khóa để có thể qua ải nhá các bạn nhá. Mình sẽ đánh cái con gọi là lâu nhâu trước, sau đó mới đánh con xịn ít quên mất. Đó,
cửa quần đánh cái này lấy chìa khóa được các bạn. Đây, đây là cái lượng máu của mình này. Đây, đây, chìa khóa nó là một cái tấm vé. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp vào ải sau. Đây nó giống như một cái vượt tháp ấy. Không biết là sau này nó có tự động hay không các bạn ạ. Không biết là sau này nó có, cái này là cái gì ấy. Mình sinh lực nhỏ, mỗi ngày đều tăng tiến bộ. À, chạy cái là đồ các bạn. Vàng cho ít nha. Công thủ toàn đội tăng 10%. Đây, sổ tay bây giờ mình sẽ up lên cái này nhá. Liệt hỏa, tỷ lệ sát thương nhân vật, công phòng nhân vật 15% up này. Thiêu hủy, thiêu đốt này. Đây sát thương này mình sẽ up cái đấy lên. Đây là tuyến nhân vật, tuyến hỗ trợ này là cái gì nhỉ? À, cái này khá ngon này. Mỗi vào một tầng hồi 6 HP. Đó, khá là ngon đấy. Có nghĩa là ví dụ mình qua được ải ấy, thì mình sẽ ngon. Mình đánh với thằng ơ, con đấy của mình chết rồi à? Vãi thật. Con giáp của mình chết rồi các bạn ạ. Ủa, mẹ Mari hết con mẹ máu rồi kìa. Sợ thật, đáng sợ. À, mình cần cái chìa khóa rồi này các bạn. Cái này được cái gì đây? Bạn phát hiện một dương 4D. Wow, cái dương này giống như ở quẩn. Thôi không mua các bạn 10 xu. Nếu các bạn thừa kim cương. À, để nhận thêm được một đồng đội nữa. Từ chất giờ thấp thế. Lấy một con thủ đi, ra mình đã không có thủ. Có chìa khóa rồi thì các bạn chắc không cần đánh nữa đúng không? Mình đi qua ải cho nó nhanh. Có chìa khóa rồi các bạn nên đi qua ải cho nó nhanh. Đánh vào mấy con kia mất máu lắm. Đó, mình ăn máu cho Mari. Cái này là đúng là kiểu vượt thác thôi mà. Ớ, vượt chuyến lại là... À, có nghĩa là Mari của mình chết ấy. Nó bảo là tiêu chiến lại. À, có thêm robot. À, nhận Kasua nữa các bạn nhé. Kasua còn lắm, Kasua có hồi máu còn. Kasua có hồi máu nữa các bạn nhé. Cái gì đây? À, lấy gen, bạn bước vào một căn phòng ở đây giúp sức mạnh của bạn tạo thành mũ gen. Có mũ gen này rất có ích cho những người khác. Ok. Bạn bị đứt ngón tay, máu nhỏ xuống máy móc và phát ánh sáng đỏ. Đầu tiên xuất hiện vài lọ tỷ lệ. Ồ, thủ. Mình vẫn ưu tiên lấy thủ đi các bạn. Mũ gen à? Ok, mình sẽ đi up tiếp này. Nhiệt huyết thì người ta có mục tiêu rồi. Để hồi phục trình độ sinh lực thấp nhất. Ui, 800 điểm cơ. Đúng thế. Đồng đội này. Hàng sau bỏ pitch. Hàng trước đi. Hàng trước của mình đang yếu. Mình đánh con nào nhé. Mình đánh con này ở giữa trung tâm. Biết đâu là được chiều quá sớm. Đấy. Bạn đã gặp một linh tinh mua chìa khóa, nó đang mua ở một chìa khóa bạn đang được tất cả. Ồ, lén mình có chìa khóa rồi mà. Mình không đánh nha các bạn nha. Mình không đánh con kia, tốn lực của chúng ta ở vượt tháp trong này. Có thứ. À. Đấy, nhận được 88 kim cương ạ. À. Ấm đít ạ. À. Kim cương hơi bị ấm nha. Sổ tay nét huấn luyện. Hồi máu lên nào. À, lại nhận thêm một sai sư. Mình nên lấy ai nhỉ? Mạnh như hổ tác, bất sắc vô hạn. Bố chí bố chí đền nạ. Ui, ngon. Nhận được một hồn dũng quyết này. Cái bị động ấy. Chìa khóa em ở đâu? Xử
được toàn độ 10%. Rồi, đành phải đánh thằng robot này rồi các bạn. Lực chiến nó là 11.000, của mình là 21.000. Á, chết mẹ là Kensua rồi. Á, ý, Ukiyo này. SR lấy Ukiyo hay là lấy Kula đi các bạn. Kula trâu lắm, nhưng mà Kula trâu lắm. Kula nói chuyện bình thường, buồn cười đấy. Mình sẽ bút tiến độ này đi các bạn. Đấu sĩ kỹ năng tỷ lệ sát thương 2%. Rồi, chúng ta đi thác này, khoai lắm các bạn. À, gặp boss các bạn. Nếu mình không đánh được thằng này ấy, thì mình phải đổi như thế này đúng không? Mình mà không đánh được thằng Kyo này, mình sẽ không nhận được phần thưởng ở đây. Càn quét nguy hiểm. Nguy hiểm của chúng tôi này. Đồng ý. Hoàn mỹ. Chúng ta nhận được rất là nhiều đồ. Đấy, lại thêm một cái đấu hồn hỏa ngục nữa. Cái đấy chắc là phải Kamba mới có thể chơi được. Chúng ta lên cái ải tiếp là hoàn thành được. Ui, đây là tất cả những phần thưởng mình nhận được sau khi mình vượt tháp Kyo 5 tầng. Hết, thế là ngày hôm nay mình hết rồi. Ngày mai chúng ta khiêu chiến lại. Bọn này chắc là khoai hơn. Ok, clip này có lẽ khá là dài rồi. Mình xin dừng clip này ở đây. Chốt lại là chúng ta nên làm VIP để có thể trải nghiệm game tốt hơn. Và có những cái mình khá là may mắn, mình cảm thân bản thân mình cảm thấy khá là may mắn khi mình mở ra mấy con chất SR cộng liền đúng không? Đây các bạn nhìn thấy chỗ này mình gần như đủ SR cộng hết rồi đúng không? Thay mỗi con này nữa thôi có khi là mình lại ngon, vớ vẩn nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là ủng hộ mình bằng cách xem quảng cáo với bọn mình trai nhé. Bye bye mọi người.